Hello chào các bạn và chào các bạn trở lại với kênh Quân Mobile MOBA Việt. Và trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Murat với cái bộ trang phục là thợ săn tiền thưởng nha. Và đồng thời sẽ trình bày anh em một cái lối trang bị rất hay của một game thủ rất nổi tiếng qua giải đấu AIC vừa tổ chức Hàn Quốc vừa qua. Đó là game thủ chuyên nghiệp và Chi nhỉ? À không, Chi thì mình đã trình bày anh em cả lối trang bị rồi. Và hôm nay mình sẽ trình bày lối trang bị của game thủ chuyên nghiệp rất nổi tiếng của Việt Nam. Đó là game TV Bé Tranh. Một bạn ấy, bạn Bé Tranh thì tóc màu vàng nha và khá là bảnh trai. Ok, và Bé Tranh lên đồ Murat như thế nào thì các bạn quan sát ở bên dưới như vậy, khi mình sẽ để đồ chi tiết ở đó. Đồ của Bé Tranh thì sẽ là full xuyên giáp và nói chung là full đam. Đấy, thường là Murat phải lên đồ kiểu full đam như thế này mà. Bé Tranh không lên cái thương long mà Bé Tranh lên cái kiếm Muramasa và cái thương xuyên phá. Đồ của Bé Tranh thì một combo vẫn rất là mạnh và một combo thì có thể tiến một cái vị tướng sát thủ hoặc là xa thủ tìm mạng lên bảng điểm số nha khi mắc đồ đấy. Và với cái kiếm Muramasa thì combo và con tướng đỡ đòn cũng rất là thấm. Và bảng ngọc mình sử dụng cho vị tướng Murat này, rất nhiều bạn hỏi. Đó là ngọc đỏ mình sẽ ép phục công một lý và xuyên giáp. Ngọc tím thì mình ép ngọc hút máu 1,6%. Ngọc lục thì mình sẽ ép ngọc công một lý và xuyên giáp. Với bảng ngọc này thì mình sẽ có 29 công một lý đây, 100 điểm xuyên giáp và 16% hút máu. Đấy, đây là ngọc Murat mình thường hay sử dụng. Và hoặc là các bạn có thể là sử dụng bảng ngọc Murat, đó là ngọc đỏ, các bạn ép ngọc mà tốc đánh và tỷ lệ chí mạng nha. Ok, còn ngọc tím thì mình nghĩ là vẫn nên là ép ngọc mà hút máu. Ngọc lục thì vẫn là công một lý và xuyên giáp rồi. Đó là hai cái sự lựa chọn cho ngọc Murat của các bạn. Ok, thì mình cảm thấy là hai cái bảng ngọc đấy đánh Murat rất là tốt. Rồi, đây là vị tướng khá là mạnh và thường gần như là auto bị cấm. Nhưng mà nó cũng không kiểu là hiếm xuất hiện như Violet đâu. Thực sự là Violet auto 100% nhưng Murat thì có khi được thả ra bởi vì team bạn cấm Slim hoặc là thật cấm Zuka. Bỏ rơi Murat thì mình lại pick thôi. Nói chung pick vị tướng này cũng dễ hơn vị tướng Violet dễ rất là nhiều. Thực sự thì mình lâu không đánh Murat thành ra là múa nó không được ảo diệu lắm đâu. Nói chung là chỉ minh họa là anh em cái lối trang bị bằng ngọc của game thủ chuyên nghiệp Bé Tranh thôi. Lacrosse vẫn trong lùm nha anh em. Tẹo nữa mình ảo hình chạm và sắp mặt này. Đó. Rồi. Thế là Lacrosse lên bảng điểm số. Ây. Lên rồi. Từ không lên nữa. Thôi giật lại. May quá. Về đây các bạn ơi. Cái gì vậy? Thôi. Cô đấy không nhanh tay bật chiêu 2 anh em ơi. Lỗi quá. Đúng là lâu không đánh quên cả cái chiêu 2 là biến hóa giải sát thương rồi. Mình đang về đấy chứ, mình chạy thẳng về đấy chứ không phải là gì đâu. Và tự nhiên anh em chết chùm theo mình, buồn quá đi mà. Ông sao khi mà dừng team bạn không có bố xanh thì lấy gì mà đánh đây. Ok, mất 3 mạng nhưng mà pha giao tranh đấy thì Van Hên đã kịp đẩy được cái trụ đường trên rồi. Rất là hay. Lối đánh của Murat thì anh em phải xác định là mở được cái phong ấn chiêu cuối thì mình em na vào đánh nha. Còn solo 1-1 thì quá ok rồi. Nagoroth nhảy đập đầu vào tường kìa. Và dùng xong kỹ năng cuối thì anh em lên giật lại chiêu 1 nha. Chứ đừng đứng lại để lại đánh thường. Rồi thành điện tốc biến chạy mất rồi. Rất may trận này team bạn hiệu ứng khống chế là khá ít.
À, lên mình đánh cũng rất là ok. Đó. Trời. Không hiểu thanh niên La Crot bị mình giết hai mạng, à không, một mạng và cướp bùa kiểu vân vân. Có phải là hai cách cú đây. Nhưng mà bạn chửi như thế thì vô học quá. Nên là không có học thức đấy anh em ơi. Vô văn hóa. Rồi mình không chết làm chi. Nhưng mà bạn theo lát thì không thể chạy đâu. Ok. Trước khi phi ra thì các bạn có thể là lấy 2 điểm nội tại, 3 điểm nội tại và thậm chí là lấy luôn 4 điểm nội tại để mở phòng ấn. Cái này tùy thuộc vào cái tình huống giao tranh nhá, chứ không phải là nào như là nào đâu. Thường là mình mở luôn phong ấn chưa cuối luôn thì mình mới nào ra. Đó. Ngoài trường hợp mà team mà giao tranh mà mình chắc chắn mình phi ra, mình có thể lấy được thêm điểm nội tại để mở phong ấn thì anh em chỉ lấy 2 thôi nha. Như kiểu thế này này. Thì mình dồn thêm được sát thương và ảo hành trảm sẽ tốn hơn rất nhiều. Đấy. Như vậy thì sẽ dồn được nhiều sát thương hơn. Chứ mình chỉ lấy phong ấn mở phong ấn xong mình ra ảo hành trảm thì mình phi về thì thực sự là thiếu đam. Đấy. Lấy 2 điểm hoặc 3 điểm là rất ok rồi. Chạy. Chạy đâu? Ok, chạy làm sao được. Cay nhỉ anh em ạ. Tự nhiên nó chửi mình xúc vật. Bó tay. Ok, cho nên tương xuyên phá. Tương xuyên phá phức hợp kiếm Lanh Flea và kiếm Muramasa. Thường thì cái nền đồ và bảng ngọc mình thường nói chi tiết trong clip nhá. Còn các bạn nào tua thì không nghe rõ thì thông cảm nhá. Chứ mình nói rất là chi tiết rồi. Chạy làm sao được. Seneo đứng ngay dùng chiêu cuối thì bị choáng thì mất chiêu nhá. Rồi đấy 4 điểm nội tại và phi lên. Mà khá xa đấy. Chắc là mình không đến đâu. À, bây giờ con rồng nó không có nhiều giá trị đâu. Khi mà chắc chắn ăn được thì mới ăn nha anh em. Ok, lấy đôi tay nào. Mà team bạn chắc chạy mất hết rồi. Rồi đây đây đây. Con mồi đây, Seneo đây. Rồi chạy mất rồi. Mình sẽ bắt theo lát. Chắc chắn theo lát phải đền mạng rồi. À, việc sử dụng chiêu 2 để hóa giải phong ấn chiêu 2 để hóa giải cái khống chế của tướng địch. Hóa giải sát thương là vô cùng quan trọng khi đánh một tướng này. Anh em chú ý nha. Phải dùng chiêu 2 đúng thời điểm viên đạn hoặc khả năng tướng địch bắn khống chế về tướng mình thì rất có lợi trong giao tranh. Rồi. Nâu đi eo này. Và khi dùng combo cấu rìa thì anh em dùng chiêu 2 trúng tướng địch thì sẽ được giảm giáp tướng địch rất nhiều. Combo anh em sẽ thấm hơn rất nhiều nha. Nên bảng A vẫn thiếu sát thương. Bó tay.
Thực sự thì đồ của bé tranh khi mình lên được slot Langfleer thì combo của ảng chả thì thấm nhá. Chứ lên cái phước hợp kiếm sớm quá thì ảnh chảm nó không thấm bằng việc anh em lên cái Thương Long Indus. Đấy. Nói chung là mỗi đồ nó có một cái lợi thế riêng. Ví dụ Thương Long Indus thì combo lúc đầu sẽ thấm hơn, nhưng mà việc không có tốc đánh và đòn đánh cộng thêm sát thương và đòn đánh thường sau khi dùng kỹ năng. Đấy. Mỗi đồ nó có một lợi thế riêng. À, mình đánh quen đồ cũ rồi. Thực sự chuyển sang đồ này thì cũng thấy chưa quen lắm, chưa tính chuẩn được sát thương. Mấy pha để hụt rất là đáng tiếc. Rồi cái bài này lấy nội tại này thì chắc bạn nào biết rồi. Ok. Voi 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 voi. Voi voi. Rồi đây, nào đi ao này. Rồi về thôi bạn đây. Chơi luôn này, chơi luôn. Rồi. Có anh chạm rồi. Lao vào dính ngay cả ảnh chạm của mình nguyên team. Ở phía dưới thì Van Hên có vẻ là solo thắng theo lát. Đó, tìm đánh rất là hay. Ok, và video clip mình giới thiệu anh em trang bị mới Murat theo game thủ chuyên nghiệp bé trai đến hết. Chào các bạn, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.